Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói, người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung Nam Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nổi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nổi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn, nước ta sơ sát tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến châm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng xiềng xích, Pháp và Nhật. Từ đó, dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái, sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không bảo hộ được ta, trái lại, trong 5 năm chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhận tâm giết nốt số đông
tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thủy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh, thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị, dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa. Bởi thế, cho nên chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឆើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបកប្រែភាសាយួនទៅជាភាសាខ្មែរដើម្បីចែកជូនបងប្អូនយើងស្ដាប់ឲ្យបងប្អូនយើងនឹងយល់អត្ថន័យរបស់លោកហូជីមីងដែលបានប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាតាមដានដោយតទៅប្រទេសវៀតណាមមានសិទ្ធិទទួលបានសេរីភាព នឹងឯករាជ្យហើយការពិតបានคล้ายជាប្រទេសសេរីនិងឯករាជ្យប្រជាជាតិវៀតណាមទាំងមូលបដិញ្ញានាំអស់នូវស្មារតីនិងកម្លាំងរបស់ខ្លួនជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីរក្សាសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពនោះហូជីមិញប្រកាសឯករាជ្យជនរួមជាតិជាទីគោរពមនុស្សទាំងអស់កើតមកមានសិទ្ធិស្មើគ្នា បង្កើតសន្តិភាពជាមួយពួកគេសិទ្ធិមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានក្នុងចំណោមនោះមានជីវិតសេរីភាពនិងការស្វែងរកសុភមង្គលពាក្យអមតៈនោះមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ 1776នៃសហរដ្ឋអាមេរិកការកាត់ទោសនោះ មានន័យថាមនុស្សទាំងអស់នៃពិភពលោកត្រូវបាន
bằng cất lăng sma khnia pro chia chiết nị mùi nị mùi miên sất rô riêng miên chỉ vật sất tật tuôn ban sô phép bèng côl nâng sất xe rầy phiếp nị pro ca sất mô nu nâng sất pol rọt nây bạc đề vọt bà răng chân nam mùi bòn bàm pi rôi cao sập mùi có ban nị dê đề thả mô nu cất mộc miên sất sma khnia hơi cua tè miên xe rầy phiếp nâng sất sma sma khnia tiếng nu cứ chia cả bất để không biết nó nào mà nè ai bạn đi xe bàn tôi chia giang na có đổi ở rìa bê chiên bạch sắp nam hơi bố anh này đi công đi dông bà rắn bàn chí liệt dốc ổ ca nây tông xe rầy phiếp xóm mập phiếp nâng sắp bờ rõ sạch thô đầm bây plon bỏ tê rộ bỏ dường ca kiếp sông cót chân ruộng chiết tổng vơ rộ bỏ phụ kê cứ tui sở lá vì mà đô sạch chiết nâng dụ tịch thô nè dô bài phụ kê mình ban bắt đol sở rầy phiếp bỏ chia thấp bà tay đol bỏ chia bỏ rọt rộ bỏ dường chia đại khát phụ kê ban an nụ vọt cháy bà răng đòi khô khâu để phụ kê ban bằng cất rộ bọp bây xên khá nia nâu còn đá khẳng tập bốn nâng khẳng chương đầm bây tốp skát ca bằng rùm rộ tê dương phụ kê ban ngút tức ca bạ bò rộ bò dương nâu khá nông thọc chiềm phụ kê bằng khom mà tệ xa thiên rần nạ ôi anu vọt cô ca nhiều bài này phiếp nông ngôn khảo phụ kê pra cường nhiên nâng cường sở vân đầm bây thơ ôi chiết xa rộ bò dương chọc xoay xếp tật kịch kê kênh pra vánh pra chia chân dương đó khu cho ẩn thơ ôi pra chia chân dương cây cỏ nâng hơi thơ ôi bà tê dương tích tòm nâng e ca. Bùa kê bàn phlon đầy chiếc rè xòm rạp vật thụ thiệt đờm. Bùa kê bàn cặp đạch mục nông ca bọc bùm cỏ đạp rạc nòm chênh nâng nòm chồn. Bùa kê bàn cầm nót bôn mình xóm hết phòl rộp rồi để thơ ôi bà chia chân dương chia bí xe cả chì cỏ nâng chung muôn cây cỏ buộc kê mình ăn nhạt ôi buộc dương để chia mô hát sẽ thấy ngược ba lần lời buộc kê kênh bà vành càm bà có dàng khô khô bẩm phốt nô rột đấu tì bàm chân nam ngồi bôn bà mua rồi xe sập buộc phát xít chập bôn bàn tàu đồng bón xâm lăng hơi nâng đồng dương đầm bay bậc mua lật than bằng thêm tiết đầm bay prayut chia muối xâm quân ở mật bằng top mốc buộc ananikom ni yom bà rằng bàn lút chung cung cho tranh đòi bậc thuê prati rồi bỏ dương đầm bay xoa cung chôn chết chập bôn tăng bí bêl nụ mọc, bà chê chôn dương, rong túc, bí sở tọp, cư bà răng, nâng chập bồn. Tăng bí bêl nụ mọc, bà chê chôn dương, can tè vệ tờ nìa, nâng cây cỏ. Lật tập hôl, chạp bí chông chân nam môn, đòl đâm chân nam ni. Chạp bí khét, quảng trí, đòl tông cân. Chân ruộm chiết rộ bò dương chiêng pi liền nẹ, bàn ọt khliên, rô hốt đò sạp. Nô thay tì bàm buôn khe mì nẹ, chân nàm ni, chà bôn bàn rùm sai con tốp bà răng. À nà đi công nì dôm bà răng, bàn phía khluôn, rư cho chanh. Đôi chân nè mừng trâm tê, mừng ai cà pia,
dương bàn tê. Tui tù vinh, nông rì dạ bêl pram chân em, buộc kê bàn luộc bà tê rụp bà dương, chòm nuôn bì đong tù ôi bà tê chập bồn. Môn thang ai tì pram buôn mì nìa, tờ Việt Minh, bàn ông bìa vân nêu ôi bà răng, chùl ruộm cầm lăng, bọn màn đong, đầm bây bà dụt nâng chập bồn. Bùa à nà nì côm nì dông bà răng, mừng bàn chá lời tọp, nâng thơ phê rì viết căm đôi bà tòl. Đòl Việt Minh, chiêng bẹc cận đàl. Xôm bây tờ bêl chánh, có buộc kê bàn xâm lập nịa tôn yô bái, thị trơ nâu, yên bái nâng cao bằng, dàng khô khâu. Tu chi giang nà gà đòi, chấm bùa chôn chết bà răng, chôn ruộm chết rụt bò dương, nâu tê rịa xa, a cắp bà kê rìa, tuần phlôn, nâng mân nụ sụt thô. Cơ ca chả lạ chôl, thang ai tì bàm buôn mì nìa, bùa Việt Minh, bàn chuối bà răng chê chân, ôi rốt, tô bàm đèn. Bàn chuối sang cửa bà chê chôn, bà răng chê chân nịa, bì cúc chả bùn, nâng ca bìa chì vượt, nâng trọp xâm bát rô bò bù kê, ca bứt. Cứ thà chát tăng bì rô đâu sạc chơi chú, chân nam mùi bôn rầm bôn rôi xe sấp, bà tê rô bò dương bàn khai chìa, à nà nì cung rô bò bà tê chả bùn, mừng men chìa à nà nì cung rô bò bà răng tê. Nô bê lê chả bùn, cho tranh nâng xâm phôn ở mứt, bà chê chôn nây bà tê rụt bà dương, bàn bác bò đầm bây đần đầm ẩm nạch, nâng bằng cớt xa thiên nạ rốt bà chê thấp bà tây Việt Nam. Cả bớt cứ thà, bà chê chôn dương, dốc Việt Nam mọc bì chà bùn, mừng men mọc bì bà răng tê. Bà răng rốt chôl, chờ bún cho chánh, sạch bào đai lăng xoay riêng, bà chia chôn dương bàn đẩn đâm xe cổ vắt nơi à nà nì cung. Chút mùa rồi chân nằm, đẩm bây co sang Việt Nam khăn ông chân nằm ế cả riêng. Bà chia chôn dương bàn to su bà chăng nâng rộ bò bà chia nì dùng, ơ chia chân tô sơ vót, đẩm bây bằng cơ xa thiên nạ rốt, bà chia thập bà tay. Đồ chân nè, rọt tha phí bào thăm mây rộ bò Việt Nam, chia bằng đò hà xôn, đòm nang, bò chia chôn Việt Nam tiếng mũ, bò ca, thả dương, nâng bò đại khuôn tiếng sông, bì tùm nệ tùm nông, dô thiê chia muối, bà răng. Đọc sân thích xa nhà tiếng ơ, đèl bà răng bàn cho hát tà lê kha lơ Việt Nam. Đọc rôl ế kết sất, rộ bò bà răng khăn ông bà tê Việt Nam. Bà chia chôn Việt Nam tiếng mũ, tiếng khẳng lơ, nâng khẳng cớm khăn ông trùng mùi. Bàn bà chăng, giang đạch ở hàng ca, chôm buộc phên nà ca rộ bò buộc à nà nì cung nì dôm bà răng. Dương chưa chạy thà, xâm bốt nà mứt, bàn tờ tù skôl, cúl ca, xâm mộng phiếp, chôn chiếc phiếc tích, nâu, xôn nì sất, tê hê răng, nâng ai tê tắc, cố kim sơn. Hơi, mình ai tờ tù skôl e kê rê kê phiếp, rộ bò, bò chia chôn Việt Nam bàn tê. Chia bò chia chôn, đèl to su, dàng khá la hàn bò chàng nâng, tê sập phiếp, rộ bò bà răng ở rìa bêl chiêng bẹt sập chân nàm. Bò chia chôn, đèl khá la hàn, nâu khang xâm bọt nàm mứt, bò chàng phát xích, ở rìa bêl chia chân nàm, hơi đèl chia bò chia chôn trâu miên xả rầy phiếp. Mò nu, trâu tê ai kỳ rìa, đôi hẹt phòl tiếng nì, dương, đèl chia rốt tha bì bàl, bần đò hà xôn, nây xa thiên nạ rốt, bò chia thập bà tây Việt Nam, xôm bò ca, giang ô la rực. Tô can bì phốp lục thà,
Việt Nam miền sứt tổ tuôn ban sở rầy phiếp nâng ế kỳ rịch. Hơi tạm bứt, ban khai tổ chia bảo tế sở rầy nâng ế kỳ rịch. Bảo chia chiết Việt Nam, tiền mùl, bảo đạch nha, bảo ơ tiền sma rợt đầy nâng cầm lăng chỉ vứt. Nâng trọp sẵn bạch đầm bay rẻ xa sở rầy phiếp nâng ế kỳ rịch nụ.